Vụ tuyển thủ trẻ quốc gia kêu đói, Cục trưởng Đặng Hà Việt nói gì? Báo Indonesia ghen tị điều gì với đội tuyển Việt Nam? Lisa Blackpink bị yêu cầu gỡ mác thần tượng K-pop. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Vụ tuyển thủ trẻ quốc gia kêu đói, Cục trưởng Đặng Hà Việt nói gì? Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn Việt Nam đang dự ASEAN 19 tại Trung Quốc, đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện bữa ăn ở đội bóng bàn trẻ quốc gia gây xôn xao dư luận. Đây là một lời cảnh tỉnh dành cho những người quản lý, những người làm công tác, huấn luyện nhưng lại không dành sự quan tâm cho các vận động viên, chỉ quan tâm lợi ích cá nhân và bỏ qua những vấn đề khác, ông Đặng Hà Việt chia sẻ với phóng viên tại Hàng Châu, Trung Quốc. Theo ông Đặng Hà Việt, vụ việc đáng tiếc xảy ra, nguyên nhân một phần là do vấn đề trong công tác quản lý, vấn đề tiền lương, tiền ăn cho vận động viên thì các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đều kiểm tra. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất ở trung tâm nhiều khi không đầy đủ, nhiều đội phải tập bên ngoài, tạo kẽ hở dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên. Chúng tôi cũng sẽ coi đây là bài học lớn và tiến hành rà soát thật kỹ lưỡng trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao chia sẻ. Như Hoàng Châu Channel đã đưa tin, các tuyển thủ đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đang tập luyện tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình được phản ánh bị thiếu ăn, đói và tiền lương sau khi nhận phải chuyển một phần cho huấn luyện viên. Theo đó, bữa ăn của 8 vận động viên với chi phí 800.000 đồng, nhưng chỉ có đậu rán, cá ba sa kho, nem rán, một đĩa củ quả luộc, một bát canh cà chua. Các vận động viên cho biết vì ăn uống không đầy đủ nên thường xuyên phải tự đi mua đồ ăn thêm mới đủ sức tập. Cục Thể dục Thể thao đã làm việc với các bộ phận liên quan xác minh sự việc. Trên cơ sở kết quả xác minh, chiều ngày 4 tháng 10, Cục Thể dục Thể thao đã ban hành quyết định số 543 QĐ-CT-GTT về việc thay thế bổ sung huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia năm 2023. Theo đó, Cục Thể dục Thể thao quyết định cho thôi tập huấn đối với ông Bùi Xuân Hà, quân đội, huấn luyện viên trưởng và ông Tô Minh, thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia từ ngày 5 tháng 10 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, theo như nhiều nguồn tin cho biết, huấn luyện viên Tô Minh không còn làm huấn luyện viên tại đội tuyển bóng bàn trẻ từ đầu năm 2022. Quyết định cũng ghi rõ triệu tập ông Vũ Văn Trung, Hà Nội làm huấn luyện viên trưởng và ông Vũ Đình Tuấn, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội làm huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Trước đó, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao đã chỉ đạo chuyển đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia về tập huấn và bố trí ăn nghỉ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Chuyển sang tin tức thể thao, báo Indonesia ghen tị điều gì với đội tuyển Việt Nam? Tờ Boca Occasion Indonesia ghen tị khi đội tuyển Việt Nam được cọ sát với những đội bóng mạnh, còn đội nhà phải đá vòng loại đầu tiên World Cup 2026 với Brunei. Trong loạt trận FIFA Day, loạt trận của đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA vào tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu quan trọng với Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10, Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10, Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Những trận đấu trên nằm trong kế hoạch chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Choice cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 bắt đầu từ tháng 11 và Asian Cup 2023 vào tháng 1 năm sau. Bình luận về vấn đề này, tờ Bola Okezon cảm thấy chạnh lòng khi đội tuyển Indonesia phải thi đấu vòng loại đầu tiên World Cup 2025 với Brunei. Tờ báo của xứ vạn đảo bình luận, đội tuyển Việt Nam đã hội quân và chuẩn bị cho 3 trận đấu giao hữu với những đối thủ rất mạnh là Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Việc thi đấu với những đối thủ chất lượng cho thấy đội tuyển Việt Nam nghiêm túc muốn hướng tới việc tiến sâu ở vòng loại World Cup 2026. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia sẽ phải chuẩn bị cho 2 trận đấu ở vòng loại đầu tiên World Cup 2026 với Brunei. Khác với Indonesia, đội tuyển Việt Nam không phải tham dự vòng đấu này nên họ có nhiều điều kiện chuẩn bị cho các trận đấu với các đối thủ mạnh. Còn đội tuyển Indonesia, trước tiên chúng ta cần phải tập trung vào nhiệm vụ hạ gục Brunei. Nếu vượt qua Brunei, đội tuyển Indonesia sẽ nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Bảng đấu này còn có sự hiện diện của hai đội bóng khác là Iraq và Philippines. Dự kiến, huấn luyện viên Shin Tae-jong sẽ trở lại Indonesia từ Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 10 để tập trung đội tuyển quốc gia.
đội bóng xứ vạn đảo có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu lượt đi với Brunei ở vòng loại đầu tiên World Cup 2026. Tin tức cuối cùng, Lisa Blackpink bị yêu cầu gỡ mác thần tượng K-pop. Trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, Lisa Blackpink tạo tranh luận lớn khi biểu diễn tại quán bar thoát y Crazy Heart Paris, Pháp. Lần đầu một thần tượng nữ K-pop đồng ý trình diễn tại một nơi nổi tiếng về trình diễn múa khỏa thân khiến cho công chúng phản ứng trái chiều, đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Không để khán giả tò mò lâu, Lisa tự đăng tải hình ảnh về màn trình diễn của mình lên mạng xã hội và tiếp tục hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận. Các bức ảnh mỹ nhân người Thái chia sẻ đều có màu sắc khá tối, chủ yếu làm nổi cách tạo dáng, chuyển động trong bước nhảy của nhân vật. Trang phục phần nào được hé lộ, có chọn đồ táo bạo, hở da thịt, thậm chí là đồ lót xuyên thấu, chỉ che bộ phận nhạy cảm bằng băng dính đen. Những ngày này, nữ thần tượng liên tục đăng tải hình ảnh biểu diễn ở quán bar, bất chấp chỉ trích. Cô nói đây là trải nghiệm tuyệt vời và sẽ sẵn sàng diễn nếu Crazy Heart cần lấp chỗ trống. Trái ngược lại phản ứng tán thưởng từ fan quốc tế, thái độ của cư dân mạng Hàn Quốc và Trung Quốc tỏ ra sốc trước những bộ trang phục trình diễn hở hang của Lisa. Cách đây ít giờ, nhãn hàng nhanh chóng gắn link mẫu nội y Lisa diễn tại show Crazy Heart để quảng cáo. Hình ảnh cho thấy bộ nội y sử dụng vải đen xuyên thấu, lộ điểm nhạy cảm. Nhiều người cho rằng đây là hệ lụy khi fan Blackpink nói chung và fan của Lisa nói riêng có nhiều người là trẻ vị thành niên. Hợp đồng của Lisa với YG Entertainment vẫn bỏ ngỏ, khán giả chưa nhận được thông tin chính thức từ YG. Thay vào đó là những thông báo phản hồi lưng chừng về tin đồn cô rời công ty chuẩn bị ký hợp đồng với đơn vị chủ quản nước ngoài. Việc diễn ở Crazy Heart được tiết lộ là do Lisa tự ý nhận lời mời, bí mật luyện tập mà không thông qua công ty quản lý. Đây cũng là động thái cho thấy thần tượng 26 tuổi phần nào không còn mặn mà với việc sống dưới mác idol K-pop. Tin tức trên đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!